Mọi người thì bảo chị là em mới xấu thế, mí mắt to, rồi chỉ cần nói mí to thế thôi là mình về mình đã phải soi mình lại trong gương rồi. Chị đã cắt mí được 3 năm. Khi mà cắt thì họ cắt cho chị bên to bên nhỏ, và cái nếp mí nó rất là sâu, làm cho mắt chị bị hốc vào ấy, cụp xuống quá thì nó rất là buồn. Cắt to quá. Thế khi mình nhắm mắt thì mình thấy cái sẹo rất là rõ và nó bị lõm xuống này. Khi mở mắt ra thì ta sẽ thấy nó cứ sưng mãi. Ngày xưa người ta cắt kiểu mini, không cắt ra mà lại chỉ cắt sâu một mí lên. Thế này da nó vẫn sẽ còn, nó sẽ làm cho cái này nó cảm giác nó vẫn sụp nhá. Thường người ta để mí bình thường nếp chỉ 6.5-7mm. Mắt này quá cao, nhưng mà cái việc sửa này thì bắt buộc phải lấy cái sẹo này đi. Khi mà chị lên gặp bác sĩ Lâm, bác sĩ đã đo cái khuôn mắt cũ của chị khi chưa làm, nó là 18. Chuẩn của nó chỉ là 6.5-7 thôi. Đúng mà rồi. Của chị tận 18. Rồi mình sẽ hạ độ to mí, hạ size mí và chỉnh cho mí nó đều nhau hơn.